Việt Nam sẽ mua 40 triệu liều vaccine Sputnik V. Theo đó, kinh phí mua vaccine Sputnik V do tập đoàn TNT huy động, không sử dụng ngân sách nhà nước và quỹ vaccine phòng COVID-19 của Việt Nam. Trên cơ sở yêu cầu của nhà sản xuất vaccine, chính phủ sẽ ký thỏa thuận miễn trừ trách nhiệm sử dụng vaccine Sputnik V với nội dung tương tự như nội dung thỏa thuận mà Bộ Y tế đã ký trong các trường hợp mua vaccine BNT-162 của Pfizer và vaccine AZD-1222 do AstraZeneca sản xuất của công ty cổ phần vaccine Việt Nam VNVC. Theo nghị quyết, Bộ Y tế sẽ cấp phép nhập khẩu, kiểm dịch, kiểm soát chất lượng vaccine, tổ chức tiêm miễn phí 40 triệu liều vaccine nêu trên. Bộ Ngoại giao phối hợp thực hiện các thủ tục liên quan, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp tổ chức vận chuyển vaccine. Các bộ quốc phòng, công an và cơ quan địa phương phối hợp với Bộ Y tế để xây dựng kế hoạch tổ chức tiêm chủng cho đối tượng thuộc phạm vi quản lý. Trước đó, chính phủ đã thông qua các nghị quyết mua vaccine ngừa COVID-19 từ Pfizer, với 31 triệu liều trong đợt 1 và 20 triệu liều đợt 2, đồng thời giới thiệu để VNVC đàm phán mua 30 triệu liều vaccine do AstraZeneca sản xuất. Vậy còn bạn, bạn nghĩ sao trước thông tin này? Đừng quên để lại comment dưới video này nhé!